chào bạn. Đây là Quincy. Quincy, buổi trưa hôm nay ngoài trời nắng chói chang. Tôi nghĩ ra một câu chuyện. Câu chuyện cổ tích kể về sự tích của loài hoa lai lạc, còn gọi là hoa tử đinh hương. Tôi sẽ ra ngoài, ra sau góc vườn và dùng cái phone tai của mình để kể lại sự tích của loài hoa rất thơm, một loài hoa rất đẹp, được rất nhiều người trồng ở hàng rào của mình. Nghe qua sự tích của hoa tử đinh hương hay là hoa lai lạc, bạn sẽ yêu thích loại hoa này hơn. Chào bạn, đây là Quincy. Sáng nay tôi đọc sử tích hoa tử đinh hương ba từ. Đó là loài hoa có mùi thơm ngào ngạt mà ở đây người ta gọi là hoa lai lạc, thường được dùng để trồng làm các hàng rào. Loài hoa này có một sự tích rất hay. Tôi sẽ đọc sự tích này và rồi dùng thuật ghi hình để mô tả cái đẹp của hoa lai lạc. Chuyện xảy ra vào thời mà muôn loài đều vô cùng sợ hãi rồng và phù thủy. Cứ chiều chiều khi gió bắt đầu thổi ù vào các ống máng đầu hồi, tức là lúc có dấu hiệu rồng sai mụ phù thủy gieo tai họa xuống đầu mọi người. Rồng vốn đam mê công chúa, nhưng rồng thì nhiều mà công chúa lại hiếm. Thế nhưng loại quỷ này lại không tha một ai, từ đám đàn bà đến con gái dân thường. Một đêm nọ, gió sập vào nhà bà Bessia. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Rõ ràng là rồng đã đến quyến rũ bà mẹ có chính người con trai này. Song chẳng lẽ chính chàng trai cừ khôi kia lại không bảo vệ nổi mẹ mình? Các chàng trai quy ước với nhau thế này: chỉ để một người ở nhà canh gác, còn tất cả phải đi làm việc. Các anh lớn thà nhau cầm gương bảo vệ mẹ. 8 ngày liền trôi qua không gặp chuyện gì trắc trở. Rồi đến lượt chàng út ở nhà. Chàng đứng ở cổng canh chừng các ống máng đầu hồi.
Nhà đã lâu không thấy có điều gì khả nghi. Nhưng khi chàng định vào nhà ăn trưa thì nghe có tiếng cười vui vẻ ở ngoài vườn. Chàng vội ghé mắt nhìn. Chuyện gì thế kia? Chàng thấy một cô gái xinh đẹp trên ngực cài bông hoa anh túc đỏ thắm. Nàng chào mời chàng. Hãy lại đây với em. Chỉ có điều xin chàng hãy cất gươm đi đã. Em không thích loại vũ khí này. Chàng trai liền rời tay gươm. Lập tức cô gái rẽ lên, gỡ bông hoa anh túc trên ngực đưa cho chàng trai, mời chàng thưởng thức hương thơm. Bốn bản tính trung thực, chàng trai vừa đưa bông hoa đỏ ối lên mũi thì lập tức thấy buồn ngủ rồi ngã lăn ra ở giường. Chàng chỉ còn kịp nhận ra tiếng con rồng vừa gầm gào vừa lao đến cướp mẹ chàng bay lên cao. Còn cô gái xinh đẹp thì đã hóa thành phụ phù thủy nổi gió bay đi mất. Chàng ngủ thiếp đi một lát, lúc chàng tỉnh dậy chàng không biết nên làm gì và nên nói với các anh thế nào đây. Tốt nhất là nên đi tìm ngay hang rồng. Chàng dắt thanh gươm vào thắt lưng, bỏ vào túi ít lương khô rồi lên đường. Chàng đi mãi, đến cuối ngày thì chàng gặp một cụ già có vẻ mệt mỏi đang ngồi bên đường, miệng lẩm rẩm cầu xin. Hãy thương người già hỡi chàng trai, ta muốn xin chàng mẫu bánh mì. May mắn còn được gặp già, chàng út đáp: xin già hãy cho con biết già có thấy con rồng mang mẹ con đi về hướng nào không. Ông già cầm mẫu bánh mì đoạn chỉ tay về hướng nam. Chàng út lảo chân bước. Chàng lại mãi miết đi cho đến tận cuối ngày. Và cũng thật lạ kỳ, chàng lại đến chỗ ông già đang ngồi. Ông già nói: con ơi, con hãy đào hố và trồng cho ta một cây táo. Ta muốn ăn táo nhưng không còn sức trồng cây nữa. Chàng út dùng gươm thoang thoát đào hố và trồng xuống đó một cây táo non. Rồi chàng xin chỉ đường cho chàng đi về hang rồng. Ông già chỉ về hướng bắc. Và chàng út lại cấm cúi đi cho đến cuối ngày. Thật lạ lùng quá. Rốt cuộc chàng lại đến đúng chỗ ông già vẫn ngồi. Ông già khẩn khoản nhờ chàng hãy giết chết con rắn độc đang bò vào túp liều của ông, mà đêm đêm nó thường quấy rầy không cho ông ngủ. Chàng trai xông vào liều, dùng gươm chặt đứt đầu rắn. Rồi chàng xin ông già đừng đánh lừa chàng nữa. Ta đã thử thách con 3 lần về tính hào hiệp, lòng nhân hậu và thái độ dũng cảm. Con trai à, hãy đi về hướng tây, chính hang rồng ở gần kề đó. Con sẽ phải chiến đấu sống chết với nó. Ta cho con một câu thần chú giúp con biến hóa theo ý muốn của con. Có điều này con phải nhớ, con chỉ có thể biến
hóa thành dạng khác được 2 lần. Lần thứ 3 con phải trở lại làm người ngay. Nếu lần thứ 3 con biến thành cái gì đó thì con sẽ vĩnh viễn phải chịu số phận như vậy. Chàng trai nhập tâm câu thần chú và đi về hướng Tây. Chàng cứ đi mãi cho đến khi nhìn thấy một ngọn lửa xanh leo loét trong đêm. Chàng bốn chặt thanh gươm trong tay và bước về phía ngọn lửa. Nhưng chàng bị sa xuống một bãi lầy. Chàng thấy một người đàn bà lưng gù, trên vai vác một khúc gỗ nặng đi lại phía chàng. Ai thế kia? Phải chăng đó là mẹ chàng? Chàng trả lên tiếng gọi, xong người đàn bà sợ hãi hét: Con ơi, con đến tìm mẹ ở đây mà làm gì? Không một ai xả chân vào cái đầm lầy này mà còn sống để trở về. Thà chết một thân mẹ còn hơn là thấy con trở thành nô bộc cho rồng. Không mẹ ơi, chàng trai đáp, vì con mà mẹ bị rồng cầm tù. Nghĩa vụ của con lúc này là cứu mẹ. Mẹ hãy ngồi lên khúc gỗ già, con sẽ đọc một câu thần chú. Con sẽ biến thành dòng sông đưa mẹ thoát khỏi chốn này. Hai mẹ con làm đúng những điều đã bàn. Nhưng khi phát hiện ra nữ nô tỳ Persia bỏ trốn, rồng liền đuổi theo. Dòng sông cứ chảy mãi cho tới khi cập vào một bãi cát mà ở đó nước đã cạn kiệt. Mẹ ơi, con sẽ biến thành con ngựa. Mẹ hãy cởi lên cưng con và túm lấy bờm. Con sẽ đưa mẹ băng qua sa mạc cát này. Chàng trai nói và biến thành con tuấn mã khôn ngoan. Ngựa tung bốn vó phi nước đại, rồng đuổi theo sau. Nhưng dọc đường ngựa lại gặp một cái hố vừa sâu vừa rộng chắn ngang. Con trai ơi, con phải trở lại làm người ngay và nấp dưới đái hào này người mẹ van xin. Song chàng út không chịu nghe. Mẹ có 9 người con trai, nhưng 9 người con chỉ có một mình mẹ. Chàng trai đáp, con sẽ biến thành khốn hoa rậm rạp chắn che bảo vệ mẹ. Chàng trai đọc câu thần chú, lập tức trên mặt hào mọc lên một bụi cây rậm có những bông hoa tím thơm ngát. Bà Persia vừa ẩn mình trong bụi cây thì đúng lúc con rồng phun lửa phì phì bay qua. Đó chính là loài hoa tử đinh hương 34. Loài hoa ấy đang làm đẹp cho biết bao mảnh vườn. Một loài hoa thể hiện tấm lòng hiếu thảo của người con. Chàng trai đã mãi mãi làm những bụi hoa lai lặc để che chắn cho sự an toàn của mẹ mình. Đó là buổi đọc truyện sáng nay của tôi ở sau giường. Đến đây nói câu quen miệng: Quincy
chào bạn. Hẹn gặp lại.